Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì hai anh em mình lại tiếp tục đi đào dúi. Thế chả có việc gì làm cho nên suốt ngày đi rừng đi tìm dúi rồi. Lúa đi đâu nhỉ? Đi sang hướng này. Chọc thủng cái tổ nó này. Sáng nay tìm cả buổi sáng, bây giờ 9 giờ rồi mới thấy tổ này này. Mà khu này dúi cũng có nhiều, nó có thời gian đi thì ngày cũng được vài con. Tổ à? Kiếm con gì khá là tài. Đến tổ rồi đấy. Đến tổ phát là biết cái lỗ nó ở đâu rồi. Đi qua kia. Có bên này à? Thế chắc phải đào bên này. Tí lấy quẹt trồng xem đi sâu thì đón đầu thôi. Đang rào rừng. Tạc nó quả kia đào dưới. Tổ này lốt cũ hay sao ấy, cái này lốt cũ cái đất nó ít ít rồi. Đi lấy cái cặp này. Vừa đào đến tổ nhưng mà tí lấy quay chọc xuống cái lỗ của nó đi đi sau này đi nông. Lô nó sang bên kia. Đi không? Bên kia nó không đi rồi. Hết cây không? Không hết đâu. Không hết rồi. Cho nó cọc. Đấy, vừa nãy hai em đào bên này này. Mà bên này chọc nó lại chọc quê nó sang bên kia. Đấy, lúa nó kìa, chọc quê nó ạ. Chọc quê nó sang bên này. Đón đầu bên này, đào đuổi thì không biết là lúc nào mới đến này. Đi khá sâu con này ấy. Sâu rồi. Gần đến chưa đây? Chưa thấy đâu. Lấy cái đất này ra ấy. Đến đào thích. Lúa nó kìa, anh em này. Nó còn mất công sang bên kia đấy. Tối thế nhỉ? Không biết con này có được ăn không? Biết là đào xem nào thôi, biết làm sao đó. Đi tìm thì sợ tí lại không gặp. Còn đào thì lại sợ mất thời gian. Chưa rồi chả đi tìm đâu. Cái đào con này xem tí được hay không thôi. Đào khoảng 1-2 tiếng không được về. Anh thích đói lắm rồi. Sau này đi bạn có cơm đi theo không có. Đâu anh tưởng là đi. Đi xem cái con kia mà ở thì đào. Con kia nó ở gần nước thì bác nương về đổ. Cái tổ này đúng là ở lỗ cũ thật, đất nó ít thôi mà cái lỗ cũ của nó đi sâu trước nó ở đất nó ít thôi nhưng mà nó kiểu nó là lỗ cũ ấy. Để quay trọc xem nó đi đâu nào, còn sao còn sâu không, chắc còn sâu sao ấy. Để anh tìm quê này, tìm quê cho cả. Bên kia rồi. Hả? À, bên kia rồi. Vẫn chưa đến à? Vừa nó công bên kia rồi. Ôi trời, sâu thế nhỉ. Hết cây này không? Không hết, đi một nửa thôi. Chéo sang bên kia. Sang bên này à? Thế chắc phải đào bên kia không? Kia. Hay là đào theo? Phải đào ấy. Công sang bên kia sao đào theo nổi. Hay là đón đầu đi nhỉ? Đón đầu không?
Đấy, cho mọi người xem cái lỗ nhá. Cái lỗ nó cong sang bên kia rồi, chắc phải đào bên kia thôi. Đấy. Lỗ nó cong sang bên kia rồi. Đây nó vướng này, thấy được cái lỗ này. Đấy mọi người, đi vào tận trong ấy. Cái lỗ cong sang bên đấy rồi. Đào bên kia đón đầu thôi. Thân như thế này hạ cho này xuống đi khá sâu vào tận trong đấy, lúc đầu nó bên này này, xong là chọc que nó sang bên này, đào bên này một hồi rồi không được, vẫn phải đào bên này nữa, đón đầu đào bên này chắc được rồi, còn sâu lắm không sâu ấy. Hạ một tí nữa ấy. Đào được nó lên trên này các bạn ạ. Bây giờ trưa vẫn nắng khá to. Có con đây. Chẳng đâu chứ. Dễ cây này đi. Khó. Mệt lắm rồi. Thế nó bị lố rồi. Bị lố hả? Ừ. Lố thì chắc không có lại xá đâu. Thấy không? Thế? Thấy không? Ở trong này rồi. Trong à? Nhưng mà ở tận trong cơ. Biết lấy cái gì được. Lấy cái gì nhỉ? Thấy rồi. Thấy một tí rồi. Thấy đất đồng bộ không? Đất giờ đấy rồi. Phải không? Phải đấy. Là cái lỗ nó to tí ạ. Ờ. Nhưng mà chưa thấy con dúi đầu lá. Chưa thấy con dúi đầu lá. Đất ủ tí ra đấy thôi. Đào mai. Thấy dúi rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Không rồi. Ok. Nó đang đào, đào đất, đất đã làm ghê này. Tối thế con đi. Theo đây kìa kìa à nhỉ. Đấy anh ra tí ra để em xem tí nào. Đấy dưới đang đào hang này anh em ơi, con được con này đào ác chưa, con được cái sợi quay đầu ra đấy rồi, đào ghê nhỉ. Đấy ủy đất ra đấy đấy đấy, con này to đấy mọi người ạ, con này to phết đấy, chắc cũng cần 2 cân 3 nữa. Ừ. Bát rồi nhỉ? Ừ bát thôi. Nhưng mà cái lỗ nó hơi bé, nó thò đầu ra ngoài không biết bát kiểu gì được. Anh, chắc đào anh to thế nhỉ? Ừ. Đá thì cứng đấy. Đá đấy. Chọc khó này, đá này. Ừ, nắng nóng quá. Đá còn đá cứng. Không thoát được không? Xem này. Khó lấy á. Bắt này. Khó. Nó đang út đất ghê lắm.
đào ác lắm đấy. Nó còn chịu chạy ra nhỉ? Có con đào thế này nó chạy ra luôn mà. Đề cổ nó xong là lấy tay tóm nó ấy. Em toàn bắt kiểu đấy rồi. Ừ. Nó ở trong đó. Không bắt được thì ra để em xuống mắt tí. Không thò được tay vào. Đây kiểu này à? Ừ. Đấy mọi người ạ. Thế là 2 tiếng đồng hồ hai anh em mình đã bắt được con rúi này nhá. Tận bên kia sang này. Ui ui. Tận bên này. Sang đây. Sang bên này nữa. Đến bên này thì được. Thì mới đào được 2 tiếng đồng hồ cơ. Vậy là video của mình đến đây là kết thúc nha các bác. Các bác xem hãy nhớ đăng ký và like để ủng hộ cho kênh nha. Và chúc các bác luôn thành công trong công việc YouTube.